đang quan trọng đến quý cha và toàn thể mọi người đến từ tất cả các giáo xứ có mặt tại giáo xứ Thái Hòa. Và ngày hôm nay thì con xin được gửi tặng quý cha và toàn thể quý vị một bài hát của nhạc sĩ Thế Thông. Con mời quý cha và quý vị cùng nghe ca khúc Trong Tình Yêu Mẹ. Thank you.
Dạ. Dự Huyền cảm ơn rất là